À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các con đến với tiết học toán 8 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, chương 6 đa thức. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con trả lời các câu hỏi trong bài 24, phép nhân và phép chia phân thức đại số. Trước hết, chúng ta đi vào phần 1, nhân hai phân thức. Hoạt động 1, làm theo hướng dẫn của anh Pi trong tình huống mở đầu để nhân hai phân thức 2x trên x cộng 1 và x trừ 1 trên x. Vậy thì chúng ta hãy cùng quan sát lại tình huống mở đầu cho cô. Ở trong tình huống này, anh Pi đã hướng dẫn để thực hiện nhân hai phân thức 2x trên x cộng 1 và x trừ 1 trên x thì chúng ta sẽ thực hiện nhân các tử với nhau và các mẫu với nhau. Vậy chúng ta sẽ trình bày như sau này. 2x trên x cộng 1 nhân x trừ 1 trên x sẽ bằng 2x nhân mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc, chúng ta viết ở trên tử, trên x cộng 1 nhân với cả x ở dưới mẫu. Và đến đây thì chúng ta thấy rằng cả tử và mẫu có nhân tử chung là x. Chúng ta thực hiện rút gọn bằng cách chia cả tử và mẫu cho x, chúng ta được bằng 2 nhân x trừ 1 trên x cộng 1. Và như vậy thì từ đây chúng ta sẽ nhớ cho cô cái quy tắc nhân hai phân thức. Đó là để nhân hai phân thức thì chúng ta sẽ nhân các tử với nhau và các mẫu với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng để đi làm luyện tập 1, làm tính nhân. A, x trên x cộng 1 nhân 2x cộng 2y trên 3xy. B, 3x trên 4x mũ 2 trừ 1 nhân âm 2x cộng 1 trên 2x mũ 2. Các bạn quan sát cho cô vào bài toán ở luyện tập 1. Bài toán yêu cầu chúng ta làm tính nhân và cụ thể ở đây đó là chúng ta nhân các phân thức này với nhau. Vậy thì chúng ta hãy nhớ quy tắc nhân hai phân thức, đó là nhân các tử với nhau và các mẫu với nhau. Vậy trước hết ở ý A, đó là x trên x cộng y nhân 2x cộng 2y trên 3xy, thì chúng ta sẽ thực hiện nhân các tử với nhau và các mẫu với nhau. Vậy thì chúng ta sẽ được đó là bằng x nhân mở ngoặc 2x cộng 2y đóng ngoặc trên x cộng y nhân với 3xy. Đến đây các bạn sẽ thấy này, ở trên tử 2x cộng 2y chúng ta có 2 là nhân tử chung chúng ta đưa ra ngoài, trong ngoặc còn x cộng y. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện được như sau, đó là bằng x nhân 2 nhân mở ngoặc x cộng y đóng ngoặc trên x cộng y nhân với 3xy. Đến đây chúng ta sẽ thấy rằng cả tử và mẫu có nhân tử chung đó là x nhân x cộng y. Vậy thực hiện rút gọn bằng cách chia cả tử và mẫu cho x nhân x cộng y, chúng ta sẽ được bằng 2 trên 3y. Với câu B, chúng ta cũng sẽ vận dụng quy tắc nhân hai phân thức để chúng ta thực hiện. Vậy thì chúng ta sẽ trình bày câu B như sau. Đó là 3x trên 4x mũ 2 trừ 1 nhân âm 2x cộng 1 trên 2x mũ 2 sẽ bằng 3x nhân mở ngoặc âm 2x cộng 1 trên mở ngoặc 4x mũ 2 trừ 1 đóng ngoặc nhân 2x mũ 2. Ở đây thì các con sẽ thấy này, ở dưới mẫu đó là 4x mũ 2 trừ 1. Đây là hằng đẳng thức hiệu 2 bình phương. Vậy chúng ta sẽ tách ra được thành 2x trừ 1 nhân 2x cộng 1. Vậy thì chúng ta sẽ trình bày tiếp, đó là bằng âm 3x nhân 2x trừ 1 trên mở ngoặc 2x trừ 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc 2x cộng 1 đóng ngoặc nhân 2x mũ 2. Đến đây chúng ta thấy cả tử và mẫu có nhân tử chung đó là x nhân với 2x trừ 1. Vậy thực hiện rút gọn bằng cách chia cả tử và mẫu cho x nhân với 2x trừ 1, chúng ta sẽ được đó là bằng trừ 3 trên 2x cộng 1 nhân 2x. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 2, đó là chia hai phân thức. Luyện tập 2, làm tính chia 3x trên 2y mũ 2 chia âm 5x mũ 2 trên 12y mũ 3. Ở đây thì các con hãy nhớ lại cho cô quy tắc chia hai phân thức. Để chia phân thức A trên B cho phân thức C trên D thì chúng ta sẽ lấy phân thức A trên B nhân với nghịch đảo của phân thức thứ hai, đúng không nào? Vậy thì tức là 3x trên 2y mũ 2 chia cho âm 5x mũ 2 trên 12y mũ 3 sẽ bằng 3x trên 2y mũ 2 nhân âm 12y mũ 3 trên 5x mũ 2. Đến đây chúng ta sẽ vận dụng quy tắc nhân hai phân thức, đó là bằng 3x nhân âm 12y mũ 3 viết ở trên tử. Dưới mẫu đó là 2 nhân 5x mũ 2y mũ 2 và thực hiện rút gọn chúng ta được đó là bằng âm 18y trên 5x. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi thử thách nhỏ. Kết luận sau đúng hay sai? Mở ngoặc 1 trên x chia 1 trên x đóng ngoặc chia 1 trên x sẽ bằng 1 trên x chia mở ngoặc 1 trên x chia 1 trên x đóng ngoặc
Vậy thì để kiểm tra xem đây là kết luận đúng hay sai, vậy thì chúng ta sẽ đi thực hiện tính từng vế của biểu thức này. Trước hết là vế trái, chúng ta thấy này, mở ngoặc 1 trên x chia 1 trên x, đóng ngoặc chia cho 1 trên x sẽ được, đó là bằng 1 trên x nhân với x trên 1 chia cho 1 trên x. Và thực hiện phép tính chúng ta được bằng x. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện tính vế phải. 1 trên x chia mở ngoặc 1 trên x chia 1 trên x đóng ngoặc sẽ bằng 1 trên x chia mở ngoặc 1 trên x nhân với x trên 1 đóng ngoặc. Thì thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước chúng ta sẽ được bằng 1 trên x chia cho 1 và được bằng 1 trên x. Chúng ta thấy này, ở trong ngoặc sẽ là 1 trên x nhân với x trên 1. Vậy thì đây là nhân hai phân thức thì thực hiện nhân tử với tử, mẫu với mẫu. Vậy chúng ta sẽ được là x trên x và chúng ta rút gọn được là bằng 1. Như vậy thực tế sẽ là bằng 1 trên x chia cho x trên x và bằng 1 trên x. Như vậy chúng ta thấy vế trái chúng ta thực hiện bằng x, vế phải chúng ta thực hiện được bằng 1 trên x. Vậy rõ ràng vế trái và vế phải khác nhau, thế nên kết luận này là sai. Tiếp theo chúng ta đến với câu hỏi vận dụng. Bác Châu vay ngân hàng 1,2 tỷ đồng để mua nhà theo hình thức trả góp. Số tiền bác Châu phải trả mỗi tháng bao gồm số tiền gốc phải trả hàng tháng bằng số tiền gốc chia đều cho số tháng vay và số tiền lãi phải trả hàng tháng bằng số tiền gốc nhân với lãi suất tháng. Gọi R là lãi suất năm, R viết dưới dạng số thập phân của khoản vay trả góp này, tính số tiền x triệu đồng mà bác Châu phải trả mỗi tháng theo số vay y tháng và lãi suất 5R, từ đó suy ra công thức tính lãi suất 5R theo x và y. B. Tính giá trị của R tại x bằng 30, y bằng 48, rồi cho biết nếu trả góp mỗi tháng 30 triệu đồng trong vòng 4 năm, thì lãi suất 5 tính theo phần trăm của khoản vay này là bằng bao nhiêu? Các con quan sát vào bài toán, ở đây thì bài toán đã cho biết số tiền mà bác Châu vay ngân hàng, đó là 1,2 tỷ đồng. Và thực hiện vay theo hình thức trả góp. Bây giờ số tiền mà bác Châu phải trả mỗi tháng sẽ được tính, đó là bằng số tiền gốc chia đều cho số tháng vay cộng với cả số tiền lãi phải trả hàng tháng. Ở ý A, nếu gọi R là lãi suất 5 của khoản vay trả góp mà bài toán yêu cầu chúng ta tính số tiền theo đơn vị triệu đồng mà bác Châu phải trả mỗi tháng theo cái số vay này và lãi suất, đúng không nào? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện đổi cho cô một chút. Đó là đổi 1 tỷ đồng thì bằng 1.000 triệu đồng. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ có số tiền gốc 1,2 tỷ đồng thì sẽ bằng 1.200 triệu đồng. Lãi suất 1 năm là R. Vậy thì lãi suất của 1 tháng chúng ta sẽ tính là R chia cho 12. Và do đó thì số tiền phải trả hàng tháng sẽ là x sẽ bằng 1.200 trên y cộng với 1.200 nhân với cả R trên 12 và đơn vị đó là triệu đồng. Và từ cái công thức này chúng ta thực hiện phép tính thì chúng ta sẽ rút ra được đó là R sẽ bằng XY trừ đi 1.200 trên 100Y. Bây giờ ở ý B, tính giá trị của R tại X bằng 30, Y bằng 48 thì chúng ta sẽ thay X bằng 30, Y bằng 48 vào cái biểu thức R mà chúng ta tìm được ở ý A. Để chúng ta thực hiện phép tính thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ được R sẽ bằng 30 nhân với 48 trừ 1.200 trên 100 nhân với 48. Và thực hiện phép tính này thì chúng ta thấy được bằng 0,05 và chúng ta đổi ra được bằng 5%. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu như bác trả góp mỗi tháng là 30 triệu đồng trong vòng 4 năm, tức là 48 tháng đấy, thì lúc bấy giờ lãi suất 5 của khoản vay này sẽ là 5%. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các con trả lời các câu hỏi trong phần lý thuyết. Bây giờ chúng ta vận dụng để đi làm các bài tập. Trước hết là bài 6.26, làm tính nhân phân thức. Câu A, âm 3x trên 5x y mũ 2 nhân âm 5 y mũ 2 trên 12x y. B, x mũ 2 trừ x trên 2x cộng 1 nhân 4x mũ 2 trừ 1 trên x mũ 3 trừ 1. Ở bài toán 6.26, đây chính là chúng ta sẽ đi vận dụng quy tắc nhân hai phân thức để chúng ta thực hiện. Đó là chúng ta sẽ nhân các tử với nhau và các mẫu với nhau. Vậy trước hết ở ý A, chúng ta sẽ trình bày như sau. Đó là âm 3x trên 5x y mũ 2
nhân âm 5 y mũ 2 trên 12 xy sẽ bằng âm 3 x nhân với âm 5 y mũ 2 viết ở trên tử. Dưới mẫu sẽ là 5 x y mũ 2 nhân 12 xy. Và thực hiện phép tính này thì chúng ta sẽ được đó là bằng 1 trên 4 xy. Tiếp theo đến với câu B. Thì ở câu B các con sẽ nhìn cho cô một chút này. Ở trên tử của phân thức thứ nhất x mũ 2 trừ x thì chúng ta có thể đặt x ra ngoài làm nhân tử chung, trong ngoặc sẽ còn là x trừ 1. Tiếp theo đấy là tử thức của phân thức thứ hai 4x mũ 2 trừ 1. Đây là hằng đẳng thức hiệu 2 bình phương. Vậy thì chúng ta thực hiện khai triển cái hằng đẳng thức này ra cho cô. Chúng ta sẽ được đó là 2x trừ 1 nhân với cả 2x cộng 1. Tiếp tục dưới mẫu của phân thức thứ hai x mũ 3 trừ 1. Đây là hằng đẳng thức hiệu 2 lập phương. Vậy chúng ta cũng vận dụng hằng đẳng thức để chúng ta khai triển ra. Thế thì câu B chúng ta sẽ trình bày như sau này. X mũ 2 trừ x trên 2x cộng 1 nhân 4x mũ 2 trừ 1 trên x mũ 3 trừ 1 sẽ bằng x nhân với cả x trừ 1 đóng ngoặc trên 2x cộng 1 nhân 2x trừ 1 nhân 2x cộng 1 trên x trừ 1 nhân x mũ 2 cộng x cộng 1. Đến đây thực hiện nhân tử với tử, mẫu với mẫu, chúng ta sẽ được đó là bằng x nhân x trừ 1 nhân với 2x trừ 1 nhân 2x cộng 1 viết ở trên tử. Dưới mẫu đó là 2x cộng 1 nhân với x trừ 1 nhân với x mũ 2 cộng x cộng 1. Các bạn quan sát thì các bạn sẽ thấy cả tử và mẫu có nhân tử chung đó là x trừ 1 nhân 2x cộng 1. Vậy chúng ta thực hiện giúp họ chia cả tử và mẫu cho tích x trừ 1 nhân 2x cộng 1. Chúng ta sẽ được đó là bằng x nhân 2x trừ 1 chúng ta viết ở trên tử. Dưới mẫu đó là x mũ 2 cộng x cộng 1. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài 6.27, làm tính chia phân thức a âm 3x trên 5x y mũ 2 chia cho 5 y mũ 2 trên 12 xy. Câu B, 4x mũ 2 trừ 1 trên 8x mũ 3 trừ 1 chia 4x mũ 2 cộng 4x cộng 1 trên 4x mũ 2 cộng 2x cộng 1. Đối với bài 6.26 này, để thực hiện được thì các bạn hãy vận dụng cho cô quy tắc chia hai phân thức để chúng ta thực hiện. Để chia phân thức A trên B cho C trên D thì chúng ta sẽ lấy phân thức A trên B nhân với nghịch đảo của phân thức C trên D. Vậy tức là ở ý A, âm 3x trên 5x y mũ 2 chia âm 5 y mũ 2 trên 12 xy sẽ bằng âm 3x trên 5x y mũ 2 nhân âm 12 xy trên 5 y mũ 2. Đến đây các bạn sẽ thấy rằng hai phân thức này thì đang cùng dấu âm, vậy tích của chúng sẽ mang dấu dương. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện đổi dấu, thực hiện nhân các tử với nhau và các mẫu với nhau. Chúng ta sẽ được bằng 3 nhân 12 x nhân xy trên 5 nhân 5 x y mũ 2 nhân y mũ 2. Và thực hiện phép tính chúng ta được bằng 36 x trên 25 y mũ 3. Tiếp theo ở câu B, thì trước khi trình bày câu B thì các bạn sẽ để ý cho cô một chút. Thứ nhất đó là tử và mẫu của phân thức thứ nhất. Thì ở trên tử 4x mũ 2 trừ 4, đây là hằng đẳng thức hiệu 2 bình phương. Vậy các bạn khai triển ra cho cô này. Tiếp theo dưới mẫu 8x mũ 3 trừ 1, đây là hằng đẳng thức hiệu 2 lập phương. Chúng ta thực hiện khai triển ra. Đối với phân thức thứ hai 4x mũ 2 cộng 4x cộng 1 ở trên tử, đây chính là hằng đẳng thức bình phương của một tổng. Vậy thì chúng ta thực hiện đưa về hằng đẳng thức. Còn ở dưới mẫu thì chúng ta sẽ giữ nguyên cho cô. Thế thì với câu B chúng ta sẽ trình bày đó là bằng 4x mũ 2 trừ 1 trên 8x mũ 3 trừ 1 nhân với 4x mũ 2 cộng 2x cộng 1 trên 4x mũ 2 cộng 4x cộng 1. Đến đây thực hiện nhân tử với tử, mẫu với mẫu này, thì chúng ta sẽ tách thành nhân tử cho cô. Chúng ta sẽ được đó là bằng 2x trừ 1 nhân 2x cộng 1 trên 2x trừ 1 nhân 4x mũ 2 cộng 2x cộng 1 nhân với 4x mũ 2 cộng 2x cộng 1 trên 2x cộng 1 tất cả mũ 2. Thực hiện phép tính thì chúng ta sẽ thu được kết quả cuối cùng đó là bằng 1 trên 2x cộng 1. Tiếp theo chúng ta đến với bài 6.28, tìm hai phân thức P và Q thỏa mãn A, P nhân với x cộng 1 trên 2x cộng 1 bằng x mũ 2 cộng x trên 4x mũ 2 trừ 1. B, Q chia x mũ 2 trên x mũ 2 cộng 4x cộng 4
bằng x cộng 1 nhân với x cộng 2 trên x mũ 2 trừ 2x. Vậy thì trước hết đối với câu A, các bạn hãy quan sát cho cô này. Ở đây P nhân với cả phân thức x cộng 1 trên 2x cộng 1 thì bằng x mũ 2 cộng x trên 4x mũ 2 trừ 1. Vậy thì P ở đây đóng vai trò chính là thừa số chưa biết. Vậy thì muốn tìm thừa số chưa biết của tích, chúng ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Vậy thì chúng ta sẽ được P chính là bằng x mũ 2 cộng x trên 4x mũ 2 trừ 1 chia cho x cộng 1 trên 2x cộng 1. Đến đây thì bài toán quay trở về đó là chia hai phân thức. Thì để chia hai phân thức thì chúng ta sẽ lấy phân thức thứ nhất nhân với nghịch đảo của phân thức thứ hai. Nhưng mà các bạn sẽ lưu ý cho cô một chút này. Phân thức thứ nhất tử x mũ 2 cộng x, chúng ta đưa x ra ngoài làm nhân tử chung, trong ngoặc còn x cộng 1. Tiếp theo ở dưới mẫu 4x mũ 2 trừ 1 thì đây là hằng đẳng thức hiệu hai bình phương. Vậy thì thực hiện khai triển ra cho cô. Thế thì chúng ta sẽ được đó là bằng x nhân x cộng 1 trên 2x trừ 1 nhân 2x cộng 1 nhân với 2x cộng 1 trên x cộng 1. Thực hiện nhân hai phân thức thì chúng ta sẽ được kết quả cuối cùng x trên 2x trừ 1. Tiếp theo đối với câu B, quy chia x mũ 2 trên x mũ 2 cộng 4x cộng 4 bằng x cộng 1 nhân với x cộng 2 trên x mũ 2 trừ 2x. Thì quy ở đây đóng vai trò chính là số bị chia. Vậy muốn tìm số bị chia, chúng ta lấy thương nhân với số chia. Vậy tức là quy sẽ bằng x cộng 1 nhân với x cộng 2 trên x mũ 2 trừ 2x sẽ nhân với x mũ 2 trên x mũ 2 cộng 4x cộng 4. Vận dụng quy tắc nhân hai phân thức với nhau. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ lưu ý cho cô, dưới mẫu của phân thức thứ hai x mũ 2 cộng 4x cộng 4, đây chính là khai triển của hằng thức bình phương của mẫu tổng. Vậy thì các bạn sẽ đưa về hằng thức cho cô. Thế thì chúng ta sẽ được đó là bằng x cộng 1 nhân x cộng 2 nhân x mũ 2 viết trên tử. Dưới mẫu x nhân x trừ 2 nhân với x cộng 2 tất cả mũ 2. Thực hiện giúp gọn bằng cách chia cả tử và mẫu cho x nhân với x cộng 2. Chúng ta sẽ được bằng x nhân x cộng 1, chúng ta biết ở trên tử. Dưới mẫu là x trừ 2 nhân x cộng 2. Tiếp theo chúng ta đến với bài 6.29. Cho hai phân thức P bằng x mũ 2 cộng 6x cộng 9 trên x mũ 2 cộng 3x và Q bằng x mũ 2 cộng 3x trên x mũ 2 trừ 9. A giúp gọn P và Q. B sử dụng kết quả ở câu A, tính P nhân Q và P chia Q. Vậy trước hết thì chúng ta sẽ đi giúp gọn hai cái phân thức P và Q đã. Thì đối với phân thức P, các bạn quan sát cho cô này. Trên tử x mũ 2 cộng 6x cộng 9, đây chính là khai triển của hằng thức x cộng 3 tất cả mũ 2. Dưới mẫu x mũ 2 cộng 3x, chúng ta đưa x ra ngoài làm nhân tử chung, trong ngoặc sẽ còn là x nhân x cộng 3. Vậy thì chúng ta sẽ trình bày để chúng ta rút gọn phân thức P như sau. Đó là P sẽ bằng x cộng 3 tất cả mũ 2 trên x nhân x cộng 3. Và thực hiện chia cả tử và mẫu cho x cộng 3, chúng ta sẽ được đó là bằng x cộng 3 trên x. Tiếp theo đấy là với phân thức Q bằng x mũ 2 cộng 3x trên x mũ 2 trừ 9. Thì ở trên tử x mũ 2 cộng 3x, chúng ta đưa x ra ngoài làm nhân tử chung, trong ngoặc sẽ còn là x cộng 3. Dưới mẫu x mũ 2 trừ 9, đây là hằng đẳng thức hiệu hai bình phương. Vậy thực hiện khai triển ra cho cô. Thế thì chúng ta sẽ được đó là Q sẽ bằng x nhân x cộng 3 trên x trừ 3 nhân x cộng 3. Thực hiện chia cả tử và mẫu cho x cộng 3, chúng ta sẽ được bằng x trên x trừ 3. Tiếp theo câu B, sử dụng kết quả ở câu A, tính B nhân Q và P chia Q. Vậy trước hết chúng ta sẽ tính P nhân Q đã. Thì P nhân Q chính là bằng x cộng 3 trên x nhân với x trên x trừ 3. Thì nhân hai phân thức này, chúng ta sẽ nhân tử với tử, mẫu với mẫu. Vậy thì chúng ta sẽ được đó là bằng x cộng 3 nhân với x viết ở trên tử. Dưới mẫu là x nhân với cả x trừ 3. Và thực hiện giúp gọn bằng cách chia cả tử và mẫu cho x thì chúng ta được kết quả bằng x cộng 3 trên x trừ 3. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính P chia Q. Thì chúng ta sẽ có biểu thức P chia Q chính là bằng x cộng 3 trên x chia cho x trên x trừ 3. Thì chúng ta biết rồi, chia hai phân thức thì chính là lấy phân thức thứ nhất nhân với nghịch đảo của phân thức thứ hai. Vậy tức là bằng x cộng 3 trên x nhân với x trừ 3 trên x. Và thực hiện nhân tử với tử, mẫu với mẫu, chúng ta được bằng
x mũ 2 trừ 9 trên x mũ 2. Tiếp theo chúng ta đến với bài 6.30. Trở lại tình huống trong vận dụng. A. Nếu mỗi tháng bác Châu trả 15 triệu đồng, trong 10 năm thì lãi suất tính theo phần trăm là bao nhiêu? Hãy cho biết tổng số tiền thực tế bác Châu phải trả chênh lệch bao nhiêu so với khoản vay 1,2 tỷ đồng. B. Trong công thức tính lãi suất năm nói trên, hai biến x y phải thỏa mãn điều kiện x lớn hơn 0, y lớn 0, tích x nhân y lớn hơn 1.200. Em hãy giải thích ý nghĩa thực tế của các điều kiện này. Vậy trước hết là ở ý A, thì nếu như bác Châu phải trả 15 triệu đồng trong vòng 10 năm, thì tức là trong vòng 120 tháng, thì khi đấy lãi suất năm của khoản vay sẽ là giá trị của R bằng x y trừ đi 1.200 trên 100y, ta x bằng 15 và y bằng 120. Và lúc bấy giờ chúng ta chỉ cần thay x bằng 15 và y bằng 120 vào để chúng ta thực hiện tính ra lãi suất bằng bao nhiêu, thì chúng ta sẽ được đó là bằng R sẽ bằng 15 nhân 120 trừ đi 1.200 trên 100 nhân 120, và thực hiện tính chúng ta được bằng 0,05 và bằng 5%. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng tổng số tiền người vay phải trả sau 10 năm sẽ là bằng 15 nhân với cả 120 và bằng 1.800 triệu đồng, tức là bằng 1,8 tỷ. Như vậy chênh lệch này thì sẽ cao hơn so với khoản vay 1,2 tỷ đồng, đó là 0,6 tỷ đồng và bằng 600 triệu. Tiếp theo ở ý B, trong công thức tính lãi suất nói trên, chúng ta sẽ phải đi giải thích cái điều kiện x lớn hơn 0, y lớn hơn 0 và tích x nhân y thì phải lớn hơn 1.200. Thì chúng ta thấy này, vì x là số tiền vay trả góp mỗi tháng này, còn y là số tháng trả góp, thế nên x y phải là số dương, tức là x y sẽ phải lớn hơn 0. Và ngoài ra thì x y là số tiền mà người vay phải trả sau y tháng, thế nên là tích x nhân y mà nhỏ hơn 1.200 thì số tiền phải trả sẽ chưa đủ để hoàn với cả số tiền vay là 1,2 tỷ đồng. Tức là lúc bấy giờ thì người cho vay sẽ không có lãi mà bị lỗ. Và như vậy thì trong công thức tính lãi suất R bằng x y trừ 1.200 trên 100y thì hai biến x và y sẽ phải thỏa mãn điều kiện, đó là x lớn hơn 0 và y lớn hơn 0 cùng với tích x nhân y lớn hơn 1.200. Vừa rồi thì cô đã hướng dẫn các con trả lời các câu hỏi trong phần lý thuyết và bài tập. Các con sẽ hoàn thiện các bài này và hẹn gặp các con ở các video tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.